tháo khăn à? Nhà ngươi có đủ tư cách ra lệnh cho ta hay sao? Nè, nếu ta không đủ tư cách thì còn ai hơn ta nữa chứ? Được, nếu muốn thấy mặt ta thì hãy nghe đây. Nghe gì? Nhà ngươi thấy gì không? Thấy gì? Ở trên trời đó. À, mặt trăng hả? Phải. Hỡi mơ, đêm dần trăng kia chưa xuống nơi dương trời, ta nhìn vương quá bánh trăng rơi nghiêng. Là hồng nhan nước ta trang quang, khuyên nàng cần nên nói lần một lời.